Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của MPS Mobile. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn và mở cái bốc huyền thoại AC Milan nha. Bốc này thì ra vào ngày thứ hai rồi và ngày hôm nay thứ tư, trễ khoảng 2 ngày thì mình mới có thể làm video cho các bạn xem. Mình cũng muốn làm video sớm để các bạn xem cho nó nóng với các bạn ơi. Nhưng mà có nhiều lý do nó sẽ xảy ra quá. Thứ hai thì nhà mình có đám thì mình phải chạy bàn xong rồi tiếp khách các kiểu, nên là không làm video được. Thứ ba thì mình muốn làm video cho các bạn xem, nhưng mà cảm thấy là hôm đó cơ thể nó hơi mệt, với lại nói chuyện nó sao sao các bạn ơi. Nói chuyện không được mượt rồi nói chung là như thế linh tinh các kiểu đồ. Đó thì thứ tư ngày hôm nay cũng gọi là ổn áp chút xíu thì mình sẽ cố gắng đi săn cái bốc huyền thoại AC Milan này cho các bạn xem nha. Và bốc này chúng ta sẽ có huyền thoại Costa Curta phiên bản 1m82, 37 tuổi thuận chân phải và chơi cái style defensive fullback. Costa Curta chắc không còn quá xa lạ với các bạn rồi, các bạn đã có một cái phiên bản Epic Daily Game. Đó thì phiên bản đó cũng 37 tuổi. Phiên bản đó được mọi người đánh giá phòng ngự hay nha các bạn, phòng ngự rất là hay luôn ấy. Thì cái phiên bản này chắc chắn là sẽ hay hơn cái phiên bản đó rồi. Chúng ta có chỉ số cao hơn này và có cái skill forecheck. Đó, Costa Curta của AC Milan. Và huyền thoại Nesta 1m87, 31 tuổi thuận chân phải, 31 tuổi, một cái độ tuổi không còn quá trẻ nhưng mà cũng chưa tới mức già. Nói chung đây là một cái độ tuổi gọi là ổn định nha các bạn ơi. Đó, sẽ có những pha bóng kinh nghiệm hơn, mặc dù là tốc độ không nhanh so bằng với những cái phiên bản trẻ. Vẫn là cái style Destroyer thôi, đánh chặn. Nesta là như thế hầu như qua tất cả phiên bản luôn, đều là cái style đánh chặn các bạn ơi. Và huyền thoại Dida 1m95, chiều cao ấn tượng, thuận chân trái, 30 tuổi và style chơi là Defensive Goalkeeper. Defensive Goalkeeper tức là kiểu không dâng lên phá bóng như là thủ môn Neuer nha, tức là sẽ ôm khung gỗ ấy. Thì nói chung là Dida được mọi người đánh giá bắt rất là hay luôn các bạn ơi, đôi khi sẽ có những cái pha xuất thần. Thì mình đánh giá cái bóc này nha là nó cũng ngon, nói chung là nó ngon. Bạn nào mà đang thiếu hậu vệ, đang thiếu thủ môn và đang thiếu hậu vệ cánh và là fan của AC Milan nữa thì chúng ta múc cái bóc này là nó gọi là quá hợp lý rồi các bạn ơi. Ngoài ba huyền thoại ra chúng ta sẽ có những cái đội thẻ highlight như là về hậu vệ Marklick Thia này, chúng ta sẽ có Samuel có chút quay, chúng ta sẽ có Render, có Tomori, có Musat, có Lukasovic, có David Calabria và chúng ta sẽ có một con hàng cao cũng rất là ấn tượng luôn các bạn, 1m91, đó chính là Lotus Jet. Nói chung là bạn nào fan AC Milan thì phải gọi là hết nước chấm các bạn ơi. Và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng 10.000 coin để mở cái bốc này. 10.000 coin là nó chỉ có 2/3 cái bốc thôi, tức là nếu mà không nổ thì phải thêm coi để săn full cái bóc các bạn ơi. Hy vọng đâu đó ngày hôm nay mình sẽ về bờ sớm nha. Bóc này thì ai mình cũng thích hết, những cái loại thẻ Epic, những cái loại thẻ highlight là mình đều thích hết trơn các bạn ơi. Tại vì hay gọi là AC Milan nó rất chi là nó cuốn. Và mình cũng đã có làm một cái video về câu lạc bộ AC Milan đó, thì các bạn có thể xem nha. Và bạn nào có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin để săn cái bóc này có thể liên hệ với mình hỗ trợ cho các bạn nạp nha. Link thì mình sẽ để bên dưới phần comment. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở lượt quay X10 đầu tiên thôi nào. Tự nhiên nó bị ngớn ngớn cái họng đó, nói chuyện nó hơi bị hụt hơi tí mà các bạn thông cảm. Lượt quay đầu tiên của chúng ta chưa có cái gì nó xuất hiện hết. Áo màu đỏ, quần màu trắng và giải Italia, một loại thẻ highlight đầu tiên. Một loại thẻ highlight đầu tiên đã xuất hiện. Hậu vệ cánh phải David Calabria. Ok, nói chung là cái bốc này thì mình sẽ gọi là chích các kiểu đồ cho nó tăng cái độ hấp dẫn các bạn ơi. Rồi bấm vào con hàng này 2-3 lần gì đi. Rồi 900 cancel, 900 cancel, 900 cancel, 100 cancel và 900. Lượm thôi. Mở cái bốc này thì nó cũng rất chi là nhẹ nhàng, mình không đặt quá nhiều. Để gọi là không đặt cái gì ta, không đặt kỳ vọng quá nhiều các bạn ơi. Đặt kỳ vọng quá nhiều thì sẽ hay thất vọng lắm. Ok, lượt quay thứ hai chúng ta đã săn được con hàng thủ môn Siano. Thủ môn là thẻ bay bình thường, tí mình bán luôn. Rồi nếu mà không nổ thì mình sẽ quay X1 lại nha. Quay sen kẻ các bạn ơi, chết 10 hoài thì nhiều khi nó cũng chua chát lắm. Ok, xả lấy may mắn tí thôi.
900 cancel Nesta 900 lớn. Ok, nổ chưa? Chưa nổ luôn. Ô trời ơi, có đềm không nhờ? Có đềm không nhờ? Ờ, nãy giờ mình quay là 3 lượt quay rồi. Mình quay là 3 lượt quay rồi đúng không? Là tổng là 2007 coi, với lại thêm 100 coi kia nó là 2008 coi. Chưa nổ luôn. Ok, Sion Possession. Rồi, 900 coin cancel, 900 coin cancel. Và 900 coin. Quay đơn giản cho đời thanh thản nhưng mà chưa nổ nữa anh em ơi. Chưa nổ nữa ta ơi. Căng nhờ. Lâu lâu mới có gọi là có coi làm video cho các bạn mà làm kiểu này chết mắt. Ok, đi được 1/3 cái bốc rồi, 50 lượt quay rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là đổi một ông đi. Ở đây mình có 16 thẻ này. Rồi, đổi một ông trong đây nhá. Đổi một ông 3 sao đi các bạn ơi, 3 sao đây. Đổi chơi cho nó vui. Rồi, 3 sao, 3 sao. Trở về. 900 coin cancel. 900 coin cancel, nổ phát nào, nổ phát nào, nổ phát nào, nổ phát nào. Ô. Oh. Hơi toan các bạn ơi. Video này mình nghĩ không ổn rồi, mình nghĩ là không ổn rồi. Thật sự luôn. Ba vát. Ok, 10.000 coin còn 5.600 coin, cancel thêm 100 nữa nha. Ôi trời ơi. Đây là con ạc tích coin nha các bạn ơi, ạc này thì chỉ có 10k coin thôi. Nói chung là như thế. Tại sao mình không quay ạc chính là tại vì ạc chính của mình đã có Nesta phiên bản câu lạc bộ Italia rồi. Phiên bản đó là cái phiên bản hậu vệ trẻ ấy. Thì mình thấy có rồi là mình cũng không muốn săn cho lắm. Làm video mở con ạc tích coin này cho các bạn xem thôi, xem là nhân phẩm của mình tuần này như thế nào, nhưng mà thấy không ổn áp cho lắm. Oh my god. Ơi. Nói chung là lập trình hết rồi các bạn ơi. Con ạc này nó may mắn là mở nó may thôi. Chích chủng các kiểu đồ. Sao mà nổ được đây, nãy giờ chích các kiểu luôn. Khó nổ lắm anh em ơi. Thật sự là khó nổ lắm. Con ạc nào mà nó mai rồi các bạn mở ít 1 nó vẫn ra nhá. Con ạc nào mà nó đen nhiều khi là các bạn full bốc hoài. Rồi mở đại ông này cá đi. Cuộc sống đâu luôn chưa điều gì. Đâu luôn chưa điều gì. 87/150. Trời ơi à, không cảm xúc luôn. Ngày hôm nay đang chán vô mở bốc tưởng lấy lại cảm xúc tí. Konami làm gọi là toàn. Mấy ngày hôm nay cũng hơi chán các bạn, thành ra không có ra video đều cho các bạn xem ấy. Kiểu chán chán thế nào ấy, game làm riết chán quá luôn trời. Sao mà nản thế nhờ. Nếu mà không nổ nha thì mình phải thêm coi thôi. Phải thêm coi thôi các bạn ơi. Kiểu này chắc là không nổ rồi. Nếu mà không nổ thôi mình bỏ luôn. Không nổ thôi mình bỏ luôn các bạn ơi. Không săn nữa. Tại vì săn xong rồi ấy, mà bay con ạc này nó cũng lỗ. À ok. Đèn này là phải 2 hoặc là phải 3 các bạn ơi. Hy vọng là nổ 3 phát luôn mình nghĩ. Nổ 3 phát luôn mình nghĩ. Trời ơi đẳng cấp thế. Nesta đầu tiên. Nesta là sẽ có thêm Dida. Nesta là sẽ có thêm Dida. Còn thiếu có Stakuta. Ok 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 ok. À, tưởng đang chán. Konami làm phát được. Ok Nesta. Nesta thì thôi phòng ngự khỏi bàn các bạn ơi. Con hàng này vào bóng nó rác lắm.
mà cũng điển trai nha, nhìn cái thể hình các kiểu đồ, nhìn khuôn mặt đẹp nữa. Ủa đây là Costa Kuta mà. Ui ui, thủ môn không, thủ môn không, thủ môn không, thủ môn không, thủ môn không bên này. Costa Kuta xong rồi, có đi ra hay không? Đi ra nữa, đi ra nữa, đi ra nữa, đi ra nữa, có đi ra hay không này? Đi ra hay không này? Đi ra hay không? Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra đi. Đi ra luôn. Ô, hai ông thôi. Trời ơi. Cũng đẹp đi, nói chung là đẹp rồi đấy. Bây giờ còn Dida đúng không? Trời ơi, dính Nesta xong rồi không ra thằng Dida luôn. Tam tấu luôn. Tiếp thôi. Đã lỡ phóng lao, phải theo lao các bạn ơi. Mà hơi to anh rồi. Không ra thì thôi, nói chung hai thằng cũng được. Mình không quan tâm cho lắm. 900 coi là chưa đủ này. Ok. Đi ra nào, một phát, hai phát, ba phát. Đi ra, đi ra, đi ra. Ok, đi ra nhưng mà đi xa luôn rồi các bạn ơi. Đi ra khó rồi. Hai like hả? Ok, thì anh đi render CMF tiền vệ trung tâm. Rồi F1 nhân phẩm luôn. Skip cho nó nhanh luôn. Giờ chờ đợi cái gì nữa? Chờ đợi cái gì nữa đâu? Nói chung 10k. Ok, su su không anh em ơi. Đèn này không biết nó có nổ hay không này. Đèn này nói chung là hay bịp lắm. Rồi không nổ rồi. Giật mình thật chứ. Tưởng có nổ. 10k coi mà full cái bốc này là cũng đẹp. Kìa, lại đèn này nữa anh em ơi. Trời ơi. Đèn này nổ hay không này, hai ba cái đèn này rồi ấy. Hai ba cái đèn này. Ok 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 ok. Trời ơi. Ô, sọc sọc, tưởng đâu là AC Milan, tưởng là thủ môn mồi. Khó thế nhờ. Khó thế nhờ. Ok là luôn. Trời ơi. Đi ra thì cũng ngon đấy. 1m95 lần mà. Hồi trước mình cũng hay chơi lắm. Nói chung là phản xạ các kiểu đồ ok các bạn. Ôi. Ôi trời. Thôi. Nói chung là tạm dừng cuộc chơi tại đây nha anh em ơi. Tạm dừng cuộc chơi tại đây thôi. Mình cũng không mong gì cái lượt quay cuối cùng này cho lắm đâu. Rồi bấm vô đi đa 100 coi này. Ok. Ok, nói chung là ra hai thằng là cũng mừng rồi. Cũng gọi là may rồi. Cũng gọi là may rồi đấy. Cũng gọi là may rồi. Trời ơi, chán thế nhờ. Chán thế. Ok, Nesta này, có Stakuta, chúng ta có Render, có Tomori, có Calabria và có con hàng Lotus Jack. Nói chung một vài cái loại thẻ highlight. Rồi, mình bỏ Dida luôn nha các bạn ơi, không có săn Dida đâu. Bỏ Dida luôn. Thì đây là con hàng tích coi thôi nên là nó cũng không có gì. Giờ mình sẽ build team luôn, hết coi luôn, 10.000 coi các kiểu đầu trả ra hàng nào hết. Ok, Nesta, có Stakuta, RB, CMF. Rồi, đây CMF luôn, hậu vệ ha. Tomori, một vài cái loại thẻ đấy. 10.000 coi được bao nhiêu thẻ đấy các bạn. Và thêm một vài những cái loại thẻ highlight này. Rồi, chán lắm. Rồi, nâng cấp chỉ số thôi. Nesta, chỉ số đã quá quen thuộc rồi các bạn ơi. Rồi, 28, lên được khoảng 103. Mình nhớ là như thế nha. Trời ơi, quên gọi là sao nhờ. Ok, mình sẽ vào mình mua huấn luyện viên GB luôn. Bây giờ là hết coi rồi. Hết coi mua mấy ông huấn luyện viên kia luôn các bạn ơi. Còn chat. Còn chat. Manager list. Rồi mua đại ông Roman này đi, 88 đi. Xem chỉ số thôi. Manager Roman Possession.
Ok, đây style quick counter 2007. Ok, năng thôi, chỉ số thôi. Chỉ số thôi, 98. 98 cộng 5 103. Ok, mình chưa ép poster nha. Nếu mà ép poster không biết có cộng thêm chỉ số không này. Ép poster bây giờ là không có poster luôn. À, thôi, xem chỉ số trước các bạn ơi. Nói chung là Nesta chỉ số mình không có gì để mà chê đâu. Chỉ số đẹp lắm. Chỉ số Nesta đẹp kinh khủng luôn các bạn ơi. Đấy, nhận thức phòng ngự 100 này. Tắc bóng 101 này, hiếu chiến 94 này và tham gia phòng ngự là 98 này. Trời ơi, tốc độ nhanh như một tiền đạo, tốc độ vậy thôi, bây giờ hết nước chấm. Nói chung là Nesta ngon lắm, còn ngon lắm các bạn ơi. Và phiên bản này cũng phải gọi là quá cháy. Bật nhảy 88 này, chân chấp bóng 88, stamina 86, skill hả? Skill có đánh đầu, có chuyện một chạm, mang making interception, blocker, aerial, có tắc bóng, có phòng ngự tư thế khó luôn. Có đội trưởng và có skill hiếu chiến nữa. Thì nói chung là Nesta quá ngon, mình không có gì để mà chê hết. Rồi để xem huyền thoại có Star Kuta như thế nào đây. Bộ chỉ số có được nâng cấp hơn tí hay không này. Ok, có Star Kuta LB, đá hậu vệ các kiểu rồi này, nói chung là căng hết. Vị trí là căng hết. Action 97, 97 102. Ờ 101 thôi, cộng 4. Ủa, 101 là đâu khác gì phiên bản Ibiki kia đâu ta. Trời ơi. Rồi, khả năng rê bóng tầm trung, chuyền 84, chuyền dài cũng vậy. Bộ chỉ số phòng ngự đối với lại một hậu vệ cánh thì mình nghĩ là ok, ổn áp đấy. Nhưng mà còn trung vệ thì chưa được ngon cho lắm đâu. Tốc độ nhanh này 91 này. Lực xúc 91, bật nhảy 81, tranh chấp bóng 86, thăng bằng 80, stamina 99. Ngon hả? Chỉ số mình ngon thì mình nghĩ là cũng gọi là tương đối ngon đấy. Nhưng mà nổi bật thì sẽ không nổi bật bằng huyền thoại Nesta đâu. Nói chung là huyền thoại Nesta mình đánh giá là ngon nhất cái bốc này nha. Rồi thì video ngày hôm nay săn cái bốc huyền thoại AC Milan cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của MPS Mobile.